Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Đây là bít xả rất là ngon của hành đỏ với là thịt này là thịt con lam, con bê. Quý vị rất là ngon. Đó, quý vị thấy không? Bít xả ở nhà làm rất là ngon. Quý vị coi nha. Đây, quý vị coi nè, qua wow, nướng ngon không? Đó, quý vị thấy màu mà đây. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Đây. Để vô đây, mình sẽ bưng ra, mình sắp. Còn đây là bánh chuối chiên này quý vị. Lalo bé mập thích cái này nè. Đó, chào Lalo bé mập nè. Để mình lấy cái của mình nữa nha. Tuyệt vời lắm. Đó, bây giờ mình đưa nước này quý vị. Cái này là... Cái gì vậy? Rồi, xin chào quý vị. Đây là cái bít xả mà làm bằng khuyến cả thịt nguội với là khốn. Đây là Hawaii bít xả của Mỹ. Đó, coi như thiên đường của hạ giới. Đó, còn đây, quý vị qua đây, đó, quá tuyệt vời. Còn đây là cái mình đương nướng nè. Wow, quý vị thấy không, cái này là cái bập của hành nè. Rất là ngon, ớt của Trung Đông, ớt này ớt cay ngon lắm. Đó, quý vị tuyệt vời không, cái này là mình được nhận ở New Star Sài Gòn tặng cho mình bánh chuối song long, quý vị tuyệt vời đây. Lật lên ngon quá. Đó, quý vị thấy ngon không, đó, nướng. Wow, cái này chiên rồi nha quý vị, bánh chuối chiên ngon lắm. Đó, xin giới thiệu quý vị để quý vị hưởng thụ. Đây, song long nè. Đây, quý vị thấy chưa, bánh chuối chiên tuyệt vời. Bánh chuối chiên có song long, wow, quá ngon. Thật là tuyệt vời, đó, quý vị thấy quá ngon. Rồi, xin chào quý vị, chia sẻ nếu quý vị cảm thấy vui, thích. Đến New Star Sài Gòn là quý vị sẽ ăn bánh chuối chiên, bánh mông chiên đủ loại. Song long à, của Á Châu Liên Tài đấy nè, Á Châu Liên Chiêu đó, quý vị thấy ngon quá. Đây mời cô đó, quý vị thấy không, ngon lành không, đó, tuyệt vời. Đây là cái bít xả tuyệt vời này quý vị. Cái này là bánh của Ý nha, cái này là thịt đặc biệt à. Wow, cái này là quý vị thấy không, mấy miếng phô mai nè, nó quần quyện nè, đó, quá ngon này quý vị. Đó, quá ngon, nó giòn rụm luôn. Đó, quá ngon, đây, nè. Ngon giòn quá quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị. Ngon hữu dụng. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị cảm thấy rất vui, cùng chung hưởng. Xin chào. Quá ngon. Rồi xong. Xin chào quý vị nhà chung sung sướng đây. Nè. Đó, xin chào quý vị. Đây là súp cua. Đây là ức gà nấu xong xé ra. Đây là một ký ức gà đấy. Tuyệt vời, trời ơi. Khổ thân ức gà. Đây là con tép. Từ tôi chưa nói sao con nói. Một ký tép. Tép với tôm, bộ con thấy là con làm sao mà lộn xộn với tôm tôi rồi. Tôm. Đây nè. Tép. Con tôm này bà nội. Nhiều con tôm nằm ở dưới này rồi. Xin chào quý vị, mình có tôm ở dưới này một đống nè. Tôm của Pháp nè quý vị. Ở đây em giấu mất rồi nè. Đó quý vị thấy ngon, đây là một ký tép và 300g tôm. Đây là trứng gà đánh mấy quả đây? 6 trứng. 6 trứng, còn này là bột năng. Bột năng, bột khoai tây và đu đủ ngọt. Xong. Bây giờ mình sẽ này là cua thiệt đây quý vị. Cua này cua sushi. Đây. Bây giờ mình bấm này quý vị. Đây, số 9. Nó đun sôi, ngon lành. Rồi bắt đầu mình bỏ súp cua trước. Đó. Cua trong này này quý vị coi này, thấy không? Đậu này, cà rốt. Yeah. Cá trắng, bông cải trắng, bông cải trắng, đó, 4 thứ đó, này nấu thập cẩm, cà rốt, đậu, đó, quý vị coi đây, cà đó, rốt, đậu, ơi. Bông cải trắng dưa, đó, đây là ức gà 1 ký, wow, quá tuyệt vời, 1 ký tép, 1 ký ức gà, 1 ký đậu, yeah. Thành ra ít nhất 5 ký quý vị, đây, đó, từ con muốn dắt sao nha, đây là 1 ký đậu. Gram xuất cả là ghim. Rồi 1 ký ức gà quý vị. Nửa ký cua. Đó là tổng cộng là
Cô từ từ nghe, không có gì, để đây thôi. Bây giờ nói lại cho quý vị nghe, ở đây là cái nồi này là 7 lít, mình nấu 3 lít rưỡi nước. Nước này không phải nước đơn giản, cái này là một cái ức quà luộc xong rửa rồi hầm rồi bắt đầu mới xé ra đàng hoàng. Một ký đậu, một ký ức gà, một ký rau cải, rồi như là cua nửa ký. Đây, cái này hơn một ký tôm rồi quý vị. Đó, tép với tôm, quý vị thấy tôm đẹp không? Tôm này là của Pháp, rất là ngon này quý vị. Đây, con này là con tôm này. Đó, quý vị thấy tuyệt vời, nhiều lắm. Ở dưới đó, con này của cái đòi trắng quá lúc chút đó, quý vị thấy ngon không? 3,5 ký, 3,5 ký rưỡi nước, mình cho nước vô nữa. Không, đủ rồi. Rồi 6 cái trứng này quý vị, cái này là 6 quả trứng này quý vị, để cho nó sôi lên thật sôi á. Đó, rồi mình mới bỏ. Nếu mà đặt con cho trứng không gần được rồi. Đây, cái này mình bỏ 6 quả trứng này quý vị. Đó, 6 quả trứng mình quậy cho nó đều đi. Đó, quá ngon này quý vị, 6 quả trứng gà quá ngon đó. Cái này cua nó dính đó, ngon quá, ngon quá. Xíu nữa nó xin lỗi lên ngon lắm quý vị ơi. Đó, không cần xong xé ra sao. Đó, cái này là bột năng này quý vị, mấy muỗng bột năng đây, 3 muỗng không? Ơi ơi ơi, 6 quả trứng gà bột năng cho vô rồi của... đây. Wow, cái này có thể bỏ nước ấm ấm là ngon lắm đó. Nước ấm cho nó đặc lợi mà. Đừng có quậy nữa. Không, bỏ xuống là quậy quậy. Từ, tôi biết mà. Cô cứ làm đi, cô chừng xin lui ra. Đó, quý vị, mình làm đều nè. Đó, trứng gà nó nổi lên đẹp rồi đó quý vị. Đây, mình quậy đều xuống. Rồi, nước vô đây lỏng quá, đặc quá. Đây, bây giờ mình coi ngay quý vị. Nước sôi vô. Mình có nước sôi mà, đây. Wow, quá ngon. Wow, chút xíu là vừa rồi quý vị. Đây, cái này mình châm này quý vị. Đây, nhiều vô đi. Thành ra là 8 lít rồi quý vị, mình trừ 7 lít rưỡi. Và bây giờ ta ơi, ơi lại. Xong, ông táo ổng keo rồi đó. Mình giao cho cổ làm, mình giao ông táo ổng keo rồi quý vị ơi. Ông táo ổng keo. Đây, mình bật số 9 lại. Để đó, đừng có làm sầu nữa cô ơi. Không, đừng có kéo về cái đây cho nó. Nó nằm trong cái vòng của nó. Quá, wow, ngon rồi quý vị ơi nè. Quý vị thấy hấp dẫn không? Sao, quá hấp dẫn, hấp dẫn. Mình sẽ múc sao ra. Múc tô này luôn. Đây, mình múc tô này luôn quý vị ơi. Đó. Đó, mình sẽ làm chương trình cống hiến quý vị. Hoàn hoàn quá. Quý vị thấy nó nổi trứng lên đẹp nè. Đó. Bây giờ mình nói lại nghe quý vị, cái này là một ức gà mình trộn xong, một mình ký luộc ức gà. Một ký ức gà mình trộn xong mình luộc, luộc xong rồi bắt đầu mình lọc nước, mình để cho nó nguội xong mình lọc nước, xong rồi mình bỏ một ký tôm, từ từ tép, cà rốt, đậu, đủ thứ, bông cải trắng đó. Cô này bốn cô ăn cơm hớt đó là đậu. Là hai cái, một cái đậu, cái gà, cà gót, đậu trắng, cà gót, đậu que, hột đậu xanh, bông cải trắng. Đúng, bốn thứ. Rồi bắt đầu một cái ức gà, cái đậu, cái cua. Cái cua, rồi cái tôm tép hơn một ký. Đó, sáu quả trứng gà. Rồi ba muỗng bột năng. Quý vị thấy đẹp không? Wow, quá tuyệt vời. Xin chào quý vị, đây là nồi này, bữa nay là ngày 10 tây thứ hai mùng 10 tháng giêng năm Giáp Thìn, tức là ngày 19 ngày ăn dỗ tháng 2 năm 2024, là 45 năm trước quân dân ta đã chiến đấu để mà bảo vệ 6 tỉnh ở Hoàng Liên Sơn. Vâng, đây là những cái nồi này là 8 lít, 3 người ăn. Dạ, yeah, cái này 8 lít nhưng mà bây giờ này 7 lít. 3 người đó, ăn. Đó, bây giờ mình tắt rồi, vậy xong. Quý vị thấy nó sâu sụp sụp không? Xong được rồi. Rất là tuyệt vời, đó. Bán cho mình một tô được. Đúng, cho cô một tô.
Đây cái tô. Rồi chúc em quý vị cho của một tô màu trắng này. Bán cho ba tô. Đây mình làm cho của một tô luôn. Một tô xong. Ôn là la. Đây xin mời quý vị ba tô. Ba tô. Đây đây quay đồng hoàng, đừng có chạy tới đây luôn nữa, đừng có giữ nữa. Quay là quay đồng hoàng. Đây quý vị coi nè, đừng có chọc nữa. Một, hai, để con quý vị nè, con tôm nè. Tại sao cô chọc hoài vậy? Không có người lớn phân đất đâu. Này quý vị thấy con tép này nó cong đẹp không? Đó, con này con tôm nhưng mà con tép. Cô đây cô làm lộn xộn cà rốt sắc đẹp quá. Mình lặn ở dưới quý vị, nó nằm ở dưới đó, nè. Đó. Cô đừng có lộn xộn người ta người lớn. Không có cần. Cứ quay chương trình cho quý vị coi đi. Chia chứ, chia chứ. Sao lại mất cái tô này nhiều. Cô cứ ăn tô đó đi. Không có cần. Ở đây ăn đều kêu đủ. Ăn thêm một chút nữa không sao. Xin thưa quý vị, miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng. Nè, quý vị thấy đẹp không? Con tôm á, em phân tép đâu quý vị. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Ăn miếng. Dĩ thực như điên đó, quý vị thấy đẹp không? Đó, con tem nè. Đó, bây giờ bắt đầu. Hồi nãy cô không thấy, đây nè, nó nằm đây nữa nè quý vị. Thêm một con nữa nè. Quá đẹp. Đó, quý vị thấy hấp dẫn không? Đây. Xô, quá ngon. Cứ để đó. Quá. Wow. Ngon lắm quý vị. Nem vừa ăn. Quá. Wow. Quý vị thấy không? Không có cần đâu. Đừng có giỡn chơi. Đây, ông bự nè quý vị. Một trăm mấy chục ký nè quý vị. Cái này cho Ali Hoàng Gia. Nè quý vị coi nè. Đó quý vị coi nè. Đó quý vị thấy không, đẹp không? Nè. Wow, con này con tôm, con này con tép nè quý vị. Quá ngon, quá ngon. Ở trong này cả trăm con đó. Đó quý vị thấy không? Cô nói múc cái này cho mình đó. Mình múc gì ngon ngon không á. Đây quý vị thấy hấp dẫn không? Ôi dồi dồi. Wow. Trời ơi, quay chứ sang dân quý vị. Nè quý vị thấy hấp dẫn không? Đây quý vị thấy không? Wow. Wow, mình dồn vô đã quá quý vị ơi. Wow, đây nữa quý vị. Nè, quý vị thấy đỏ đẹp không? Wow, quá ngon. Ở đây, cổ chân xấu này quý vị đây. Quá trời. Trời được ơi. Quá trời. Nè, quý vị đây nữa nè. Đỏ lồm, quá đẹp quá nè. Sao mất tôm nhiều quá vậy? Ồ, quá trời quý vị. Xin mời quý vị. Nè, mình bắt. Tại sao không tới đây quay? Mình làm một nửa nồi, còn nửa nồi này quý vị. Cô phải làm cho quý vị coi đồng hoàng. Được 3 tô là 6 tô. 3 tô là nửa nồi nữa đó quý vị. Được 6 tô. Là 8 lít. Đây, xin mời quý vị để đây. 8 lít. Được à. 3 tô. 6 tô. Đó. Người ăn 2 tô. Đây quý vị, bữa nay đây. Quay cho quý vị coi đi, tuyệt vời. 3 tô, rất là tuyệt vời quý vị. Mình sẽ nấu chè gia đam nữa. Đó. Ba tô đừng có chọc nữa. Cô đi đâu á, cô dẹp đất, không có cần nữa. Trời ơi. Người ta chỉ nhờ làm chương trình thôi mà. Trời ơi. Quá trình. Thôi được rồi, xong. Đâu, cái gì quá tuyệt vời. Cái này nó học này nè, thập cẩm nè, cái gì ơi, ăn cái này bổ lắm. Dần xong này quý vị. Cái này đủ loại học. Cái đó là coi như học này là đủ loại học tuyệt vời quý vị ơi. Bữa nay là đừng có giỡn nữa. Nè quý vị qua nè, rất là ngon. Có hột mình chiên giòn nữa. Hột này là hột chiên giòn này quý vị, rất là ngon. Đây, đó quý vị coi hấp dẫn lắm. Cái này là mình trộn chung cái này nè. Đây quý vị coi nè, mix nút nè, là những hạt đậu ngon nè. Đó, với cái hộp này nè, hộp này của Mỹ nè. Hộp nho. Nho này của Mỹ quý vị, America Ducali nè. Đó, Cali, năm 1912, của Cali, của Mỹ quý vị. Đó, quý vị thấy không, hấp dẫn lắm. Đó, của Mỹ rất là tuyệt vời.
Wow, broccoli đó quý vị, tuyệt vời. Là mấy hộp này đây. Mấy hộp này mình chọn hai bao, rất là tuyệt vời. Vâng, bên này cống hiến quý vị. Bữa nay coi như nhân ngày vô vai đi. Đó, bữa nay nhân ngày 19 tháng 2 năm 2024, cách đây 45 năm. Đây là mình muốn kỷ niệm đó, để mà tưởng niệm những vị đã nằm xuống cho cuộc chiến biên giới 6 tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đây là ở đây là mình nấu súp để kỷ niệm. Đó, mình mới vừa làm để cống hiến quý vị. Đó. Đó, hôm nay cậu ấm đem về cúng hai quả cam quý vị. Cậu ấm làm từ đi làm đem về đó. Đó, hai quả cam. Rất là tuyệt vời. Đó, nên là có bánh cậu ấm cũng đem về nữa. Cậu ấm nếu bữa nay mình làm đó, chương trình cống hiến, đó, cho xuống cái đó. Nên là nhân dịp này, mình tưởng niệm những đồng bào và những vị đã có công bảo vệ quốc và nhân ngày 19 tháng 2 2024, và cũng có những vị lãnh đạo hồi xưa của nhà nước Việt Nam cũng đến đây đốt nhang để mà tưởng niệm những vị đã nằm xuống trong cuộc chiến cách đây 45 năm tại vùng biên giới 6 tỉnh Hoàng Liên Sơn, và mong rằng kẻ sống được bình an, người mất được siêu thoát, tức là sống được nhân quyền, chết được linh quyền. Dạ vâng, xin thành tâm cầu nguyện. Dạ, xin chào và cảm ơn quý vị lắng nghe, cũng như là cũng có một lòng thành để tưởng niệm. Dạ vâng, xin cảm ơn.